Rồi anh em nhá, nay lên hình cho anh em một em họ mi đuôi xòe này các bác này, chìm rất là đẹp luôn anh em ạ. Em này bản đuôi xòe và hót vẩy đuôi như khiếu nha anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Bây giờ em sẽ treo em nó lên đây để quay tiếp tục để cho anh em mình xem và chiêm ngưỡng em nó nha các bác nhé. Em này là một em họ mi thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đuôi xòe và hót vẩy đuôi khiếu, đầu mặt thì cũng rất là đẹp các bác nhé. Đây, để anh em xem đầu mặt này. Đấy, mỏ mỏng nhé, đầu mặt họa nét đẹp cực kỳ luôn. Mỏ mỏng đầu xà. Đấy, chim nó mới về nên là lông lá nó còn hơi xấu một chút, tí em sẽ cho nó tắm rửa lại nó sẽ mượt mà ngay các bác nhé. Đấy, em sẽ treo đây và quay cho anh em mình xem này. Em này hót vẩy đuôi khiếu, bản đuôi xòe luôn, rất đẹp anh em nhá. Áp 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 áp. Rất là căng anh em ơi, nhìn này, nhìn nó mổ lồng kìa anh em kìa. Con chim điện rất là căng nhá, về anh em sẵn chăm sẵn chơi luôn này. Rất gấu luôn. Con chim nó tới lửa rồi, cực kỳ căng luôn. Anh em nào kết thì về có thể có sẵn chim để chơi ngay các bác nhá. Áp 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 áp. Đấy, cao cầu và bản đuôi xòe đẹp luôn. Hót vẩy đuôi như khiếu anh em nhá. Bóng bộ em này thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, cao cầu đuôi xòe, hót như máy luôn. Đấy, và hót đập đuôi như chiếu anh em nhé. Quá đẹp, em họ đi quá là đỉnh cao luôn. Thank you.
quá là nét luôn anh em nhé, đẹp một cách xuất sắc luôn. Cao cầu đuôi xòe, bóng bộ to, đầu mặt thọa nét. Mới về mà chơi như này là có ok đấy anh em nhé. Bản đuôi xòe hót vẩy đuôi khiếu và giọng cực kỳ hay luôn. Chim phần có thể xách tay đặt bàn được anh em nhé. Ha ha ha.
ngọt đỉnh luôn các bác nhá. Thank you.